Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ sáu ngày 1 tháng 11 năm 2024 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Tỉnh Hưng Yên sẵn sàng đón nhận các nhà đầu tư đến từ châu Âu. Tỉnh Hưng Yên thí điểm phân loại cân trọng lượng rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Huyện Yên Mỹ phát triển hệ thống giao thông để thúc đẩy xây dựng đô thị. Ngăn chặn thuốc lá điện tử trong nhà trường, câu chuyện cần sự vào cuộc của gia đình, nhà trường và xã hội. Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã đưa tin, từ ngày 22 đến ngày 31 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên do đồng chí Trần Quốc Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tổ chức xúc tiến đầu tư tại châu Âu, cùng đi có lãnh đạo các ban sở ngành, một số doanh nghiệp có liên quan. Tại Hà Lan, sáng ngày 24 tháng 10, đoàn công tác của tỉnh Hưng Yên làm việc với công ty thương mại Onyx Holland Flower Pools, chuyên sản xuất xuất khẩu giống cây hoa ly, làm việc với KP Holland, đơn vị nhân giống và sản xuất cây trồng trong nhà, công ty làm vườn và khu sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Những doanh nghiệp này chuyên sản xuất kinh doanh các loại cây cảnh phổ biến tại Hà Lan và xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Những loại cây hoa này phù hợp với nhu cầu thị trường và có khả năng sản xuất ở huyện Văn Giang. Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên đã mời các công ty về tỉnh Hưng Yên để xúc tiến thương mại và tìm kiếm cơ hội liên kết để hợp tác đầu tư. Lãnh đạo các công ty vui vẻ nhận lời và hứa sẽ về Hưng Yên để làm việc cụ thể trong thời gian sớm nhất. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã thăm và làm việc với thị trưởng thành phố Westland tại tòa thị chính Westland, Hà Lan. Lãnh đạo thành phố vui mừng đón tiếp Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên và đoàn công tác đến thăm và làm việc. Hai bên đã trao đổi, bày tỏ quan điểm tạo mọi điều kiện cho doanh nghiệp hai địa phương tổ chức xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư, nhất là phát triển thị trường hoa cây cảnh. Bên cạnh đó, lãnh đạo hai địa phương cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong quản lý nhà nước và cải cách hành chính. Tiếp tục chuyến công tác, sáng ngày 25 tháng 10, đoàn công tác làm việc với công ty Fruits chuyên nhập khẩu các nông sản, thực phẩm. Tại đây, đoàn công tác đã giới thiệu các sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Hưng Yên là nhãn, vải, chuối, cam, là những sản phẩm có thể xuất khẩu vào thị trường Hà Lan và châu Âu. Lãnh đạo tập đoàn đã nhận tài liệu quảng bá nông sản, hứa sẽ quan tâm đến thị trường nông sản của tỉnh Hưng Yên và tìm hiểu cơ chế thương mại giữa hai nước để tiến hành xúc tiến thương mại trong thời gian tới. Buổi chiều cùng ngày, đoàn đã làm việc với tập đoàn Philips là thương hiệu lớn trên thị trường thế giới với các sản phẩm ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực y tế như chụp X-quang, cộng hưởng từ, chẩn đoán hình ảnh, xử lý các bệnh tim mạch, não bộ bằng công nghệ hiện đại mới nhất. Những sản phẩm này có thể ứng dụng trong các bệnh viện của tỉnh trong điều trị, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao hiệu quả công tác khám chữa bệnh. Tiếp đó, tại trung tâm thương mại Đồng Xuân ở thủ đô Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư. Tới dự có Đại sứ quán Việt Nam tại Đức, Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Đức và Hội doanh nghiệp người Việt tại Đức, Hội đồng hương Hưng Yên tại Đức. Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 100 doanh nghiệp Đức, doanh nghiệp của người gốc Việt tại Đức. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn nhấn mạnh mục đích của chuyến công tác là mời gọi các nhà đầu tư châu Âu, đặc biệt là doanh nghiệp Đức về đầu tư tại Hưng Yên, đồng thời giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh và thành tựu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hưng Yên đã quy hoạch phát triển 35 khu công nghiệp tập trung với diện tích trên 12.000 ha, trong đó giai đoạn đến năm 2030 quy hoạch phát triển mới 30 khu công nghiệp với tổng diện tích gần 10.000 ha. Ngoài ra còn có 25 cụm công nghiệp với diện tích trên 1.200 ha đang được đầu tư xây dựng hạ tầng và dự kiến đến năm 2030 có 52 cụm công nghiệp với diện tích 3.000 ha. Các khu cụm công nghiệp đều được quy hoạch ở vị trí thuận lợi, tiếp giáp các trục giao thông liên kết vùng, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ hiện đại. Hiện nay tỉnh Hưng Yên đã có 10 khu công nghiệp đã đi vào hoạt động với gần 1.000 ha đất sạch sẵn sàng tiếp nhận dự án đầu tư thứ cấp. Hưng Yên đang có tiềm năng và dư địa lớn để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài. Trước đó, đoàn công tác tỉnh Hưng Yên đã thăm và làm việc với cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Berlin. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa 15. Hôm nay, Quốc hội tiến hành thảo luận tại hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ và chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên tham gia thảo luận, góp ý vào dự thảo luật.
Thảo luận về dự thảo luật phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, các đại biểu đề nghị cần tiếp tục rà soát để các quy định sát với thực tế, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cho rằng quy định về phòng cháy chữa cháy ở những nơi tập trung đông dân cư sinh sống là rất cần thiết. Vì vậy, dự thảo luật cần được nghiên cứu, tiếp thu, chỉnh lý, bổ sung quy định về phòng cháy chữa cháy đối với nhà cao tầng. Trong dự thảo luật trình tại kỳ họp này có quy định cụ thể về việc phòng cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh, quy định tại Điều 19 và Điều 20. Tuy nhiên, tôi cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu thêm, bổ sung thêm quy định về phòng cháy đối với chung cư cao tầng, do đây là những khu vực tập trung đông dân cư sinh sống, nguy cơ cháy nổ cao. Nhiều chung cư cao tầng xây dựng từ lâu, trong quá trình sử dụng gây hư hỏng hoặc sửa chữa hệ thống kỹ thuật dẫn đến công tác ngăn cháy, chống cháy, cứu nạn cứu hộ không còn đảm bảo. Cần phải có các quy định về hệ thống đường giao thông dẫn vào các tòa nhà chung cư cao tầng phải đảm bảo tối thiểu cho xe phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn cứu hộ chuyên dụng có thể tiếp cận được khi cháy nổ xảy ra để giảm thiểu thiệt hại thấp nhất về người và tài sản của nhân dân. Đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên cũng đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định chi tiết, cụ thể hơn về kỹ năng thoát nạn, trách nhiệm của các đối tượng được huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại khoản 1, điều 45, dự thảo luật trong huấn luyện, bồi dưỡng, rèn luyện thường xuyên cho cấp cơ sở xóm, thôn, tổ dân phố, hộ gia đình. Để kỹ năng thoát nạn không chỉ dừng lại ở trang bị về kiến thức, lý thuyết mà cần trở thành một phản xạ tự nhiên của mỗi người dân khi có cháy nổ, bất kể mức độ nhỏ hay lớn xảy ra. Trong phần thảo luận về chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025-2035, nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần ưu tiên đào tạo, bồi dưỡng nhân lực làm công tác văn hóa để triển khai thực hiện các mục tiêu thực sự hiệu quả, trao đổi phân tích làm rõ thêm những bất cập khó khăn và đề xuất giải pháp hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực cho phát triển văn hóa dân tộc thiểu số. Tại xã Minh Châu, huyện Yên Mỹ, Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Hưng Yên vừa triển khai thí điểm phân loại, cân trọng lượng rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình. Theo Luật Bảo vệ Môi trường sửa đổi năm 2020, quy định từ ngày 1 tháng 1 năm 2025, cá nhân tổ chức bắt buộc phải phân loại rác thải tại nguồn, đồng thời áp dụng quy định tính phí rác thải theo khối lượng, tức gia đình cá nhân nào xả nhiều rác sẽ phải trả thêm tiền. Hội nghị đã phổ biến quy định và hướng dẫn người dân phân loại rác hữu cơ, vô cơ, rác tái chế tại gia đình trước khi thải ra môi trường. Tại thôn Quảng Uyên, 50 hộ gia đình được hỗ trợ dụng cụ phân loại rác để thực hiện thí điểm phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt, thực hiện cân trọng lượng rác thải phát sinh tại hộ gia đình để làm cơ sở tính giá dịch vụ thu gom, vận chuyển rác theo khối lượng chất thải, theo quy định của Luật Bảo vệ Môi trường. Xác định rõ chất lượng môi trường sống, xanh, sạch đẹp là yếu tố then chốt trong xây dựng nông thôn mới. Những năm qua, huyện Phù Cử từng bước nâng cao chất lượng môi trường và phấn đấu cuối năm 2025 sẽ về đích huyện nông thôn mới kiểu mẫu với tiêu chí môi trường. Trước kia, nơi đây là ao nước tù đọng, chứa nhiều chất thải từ các hộ gia đình tại thôn Trà Bồ, xã Phan Sáu Nam. Giữa năm 2023, huyện Phù Cử phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hưng Yên xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung, không còn xuất hiện tình trạng nước thải hôi thối, chất lượng cuộc sống của người dân trong thôn được nâng lên. Đây là thí điểm của xã Văn Trọng Lam, chúng tôi là có một điểm thì tôi xét thấy là có cái hiệu lực của cái bể xử lý nước thải của các cụm dân cư, thì mong rằng tỉnh huyện quan tâm cho các cụm dân cư của các thôn khác để đảm bảo chung cái nước thải ở trong cụm dân cư. Nâng cao chất lượng môi trường cũng phải xuất phát từ ý thức của người dân. Từ năm 2021 đến nay, huyện Phù Cử hỗ trợ 200.000 đồng trên hộ để xây dựng hố xử lý rác hữu cơ. Toàn huyện có trên 19.000 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác hữu cơ tại nhà, đạt trên 85%. Tôi thấy việc mà phân loại xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình thì nó cũng là rất là tốt, không bị ô nhiễm môi trường, có phân mục để mình bón cho cây. Qua cái phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình thì nó sẽ giảm thiểu được cái lượng rác ra ngoài bãi rác tập trung, trong khi đó là đảm bảo cái sức khỏe cho người dân. Năm 25 thì xã Đông Phan là cũng sẽ cố gắng phấn đấu đạt kết quả 100% các hộ xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Đến nay, toàn huyện Phù Cử có 5 hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tại 5 xã: Đoàn Đào, Phan Sáu Nam, Tam Đa, Nhật Quang và Đỉnh Cao. Trung bình mỗi hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt cho khoảng 500 hộ dân. Nước thải khi vào hệ thống sẽ được lọc, lắng cặn, hóa sinh, vi sinh. Sau khi xử lý nước trong, không có mùi khó chịu. Vấn đề khó khăn nhất trên địa bàn huyện Phù Cử đang là tình trạng ùn ứ rác thải. Hiện công ty trách nhiệm hữu hạn môi trường Huy Anh đang triển khai khu xử lý rác thải bằng công nghệ đốt tại xã Đoàn Đào với công suất 100 tấn rác trên ngày đêm.
Thực hiện chương trình phát triển kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ và chương trình phát triển đô thị tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030, huyện Yên Mỹ đang tập trung phát triển hệ thống giao thông đồng bộ hiện đại nhằm thúc đẩy phát triển đô thị. Thực hiện định hướng phát triển đô thị từ năm 2022 đến nay, huyện Yên Mỹ đầu tư nâng cấp, mở mới 4 tuyến đường qua địa bàn xã Ngọc Long với tổng diện tích đất thu hồi trên 15 ha, gồm đường DH42, DH34, đường nối quốc lộ 39 với DH42, đường nối quy hoạch số 4 với DH34 kéo dài và đang triển khai dự án đường nối DT380 đến nhà tưởng niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh với đường DT381 xã Ngọc Long. Các tuyến đường được mở ra sẽ là điều kiện thuận lợi, là đòn bẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Nhân dân cũng rất là phấn khởi, nhờ có những tuyến đường mở rộng mà nhân dân tham gia giao thông thuận tiện, kinh tế cũng phát triển hơn rất là nhiều. Thế và nhân dân thấy là được cái lợi ích như vậy thì cho nên là cũng rất là đồng thuận giải phóng mặt bằng. Khi mà các cái đường giao thông được mở rộng, hơn 30 doanh nghiệp đã đầu tư trên địa bàn xã. Xã Trung Hòa được chọn là trung tâm phát triển công nghiệp dịch vụ của huyện, thu hút nhiều dự án lớn vào địa bàn. Tuy nhiên những năm gần đây, địa phương đang phải đối diện với tình trạng quá tải, ùn tắc giao thông cục bộ do hệ thống giao thông chưa bắt kịp với tốc độ đô thị hóa, gia tăng dân số cũng như lưu lượng phương tiện. Để thúc đẩy thu hút đầu tư, xã được cấp trên đầu tư xây dựng tuyến đường DH43 qua địa bàn dài hơn 3 km, nâng cấp tuyến đường DT376 và xây dựng đường tránh DT376 qua địa bàn. Với việc quy hoạch đô thị Trung Hòa, chúng tôi là những xã được hưởng lợi về cái việc phát triển kinh tế xã hội, sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong cái việc giao thông đi lại, vận chuyển hàng hóa và phát triển đô thị trong thời gian tới. Để đẩy nhanh tiến trình phát triển đô thị, từ năm 2021 đến nay, huyện Yên Mỹ nâng cấp cải tạo, xây dựng mới gần 100 công trình giao thông với tổng chiều dài gần 200 km, tổng mức đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Huyện đang tiếp tục đầu tư đồng bộ các công trình trọng điểm, ưu tiên các công trình tăng tính kết nối với hệ thống giao thông dọc theo trục kinh tế Bắc Nam như cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, quốc lộ 5, quốc lộ 39. Với mạng lưới giao thông ngày càng hiện đại, kết nối thuận lợi sẽ là động lực dẫn dắt cho phát triển đô thị, thực hiện mục tiêu trở thành thành phố Yên Mỹ vào năm 2030. Sáng qua, Đảng ủy Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2024. Hội thi có 7 thí sinh đến từ 7 chi bộ trong Đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tham gia tranh tài với 3 phần thi. Phần thi chào hỏi, thi thuyết trình và thi trả lời câu hỏi kiến thức chung, nghiệp vụ và xử lý tình huống. Nội dung tập trung vào những vấn đề cơ bản đang thực hiện trong điều lệ đảng, các quy định hướng dẫn thi hành điều lệ đảng, các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, tỉnh ủy và cấp trên liên quan trực tiếp đến chi bộ. Hội thi là dịp để các bí thư, các chi bộ thể hiện năng lực, sự am hiểu kỹ năng công tác đảng, đồng thời trao đổi kinh nghiệm, giao lưu học hỏi về thực tiễn công tác xây dựng đảng. Kết thúc hội thi, ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Đào Văn Quyến, bí thư chi bộ thư viện tỉnh, giải nhì thuộc về 2 thí sinh Trần Thị Huế, bí thư chi bộ trung tâm văn hóa tỉnh, Nguyễn Công Trứ, bí thư chi bộ nhà hát chèo và 4 giải ba. Sáng nay tại trường Trung học cơ sở Trần Cao, huyện Phù Cử, nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên phối hợp với huyện đoàn Phù Cử tổ chức liên hoan các trò chơi dân gian tỉnh Hưng Yên năm 2024. Đây là năm thứ 2 nhà thiếu nhi tỉnh Hưng Yên phối hợp tổ chức liên hoan các trò chơi dân gian toàn tỉnh cho các em học sinh. Chương trình góp phần nâng cao hoạt động đoàn đội trong các nhà trường, tạo hứng thú cho học sinh tham gia các trò chơi bổ ích, lành mạnh và đặc biệt là có cơ hội tìm hiểu thêm về nhiều trò chơi dân gian xưa. Dự liên hoan lần này có 10 đội thi đến từ 10 trường trung học cơ sở, tiểu học và trung học cơ sở trong huyện Phù Cử tham gia tranh tài ở 5 trò chơi dân gian là kéo co, đi cục kiều, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống và chơi ô ăn quan. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải cho các đội có thành tích cao nhất. Huyện Phù Cử vừa khánh thành công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Tống Chân. Sau hơn 1 tháng triển khai, công trình số hóa di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia đền Tống Chân đã hoàn thiện đi vào sử dụng. Công trình ứng dụng công nghệ số hóa VR360 để tổng hợp các tài liệu giới thiệu về di tích đền Tống Chân. Khi đi vào sử dụng, lời thoại được thực hiện tự động giới thiệu về toàn bộ di tích, hình ảnh 360 độ video về đền Tống Chân. Khi quan sát, du khách có cảm giác như đang trải nghiệm thực tế, dễ dàng tìm hiểu thông tin, tra cứu dựa vào tính năng chỉ đường. Ngoài ra, công trình còn có nhiều biển, bảng để giới thiệu từng hạng mục, bảo đảm tuyên truyền trực quan, sinh động. Công trình được hoàn thiện với tổng kinh phí gần 100 triệu đồng. Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian vừa qua, tình trạng thuốc lá điện tử xâm nhập vào trường học là vấn đề nhức nhối được cả xã hội quan tâm. Để giảm thiểu tình trạng này, thời gian vừa qua một số trường học đã tăng cường tuyên truyền cũng như có các biện pháp để học sinh hiểu và từ đó chủ động tránh xa loại sản phẩm độc hại này.
Một buổi tìm hiểu và thảo luận về tác hại của thuốc lá điện tử được lồng ghép trong buổi sinh hoạt lớp của thầy và trò trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành. Không né tránh mà dùng những hình ảnh trực quan sinh động, thầy và trò cùng trao đổi chi tiết về cấu tạo, cách sử dụng, tác hại khi sử dụng loại thuốc lá này. Như là độ tuổi của con bây giờ thì thường là sẽ thay đổi về tâm sinh lý, thường hay muốn thể hiện bản thân, sẽ dễ dẫn đến việc là thích sử dụng những cái chất kích thích đó và sẽ dễ bị nghiện. Con cảm thấy là cái việc tuyên truyền về thuốc lá điện tử này rất là quan trọng, giúp các bạn học sinh có thể nhận diện được thuốc lá điện tử, biết được tác hại của nó và tránh xa thuốc lá điện tử. Nếu chúng ta biết được những tác hại của thuốc lá điện tử thì chúng ta sẽ có thể nhận diện được là nó nguy hiểm đến mức nào và sẽ có thể là tuyên truyền với mọi người để có thể phòng chống được thuốc lá điện tử và để cho cuộc sống trở nên tươi đẹp hơn. Đây chỉ là một trong rất nhiều những hoạt động tuyên truyền về thuốc lá điện tử được trường trung học cơ sở Nguyễn Tất Thành triển khai. Trên thực tế, để học sinh có thể hiểu và tránh xa thuốc lá điện tử, các thầy cô trong trường đã xây dựng chuyên đề dài kỳ, bao gồm cả những hoạt động tuyên truyền trên lớp và ngoại khóa dưới nhiều hình thức khác nhau. Đối với nhà trường thì đã có kế hoạch như trong giờ chào cờ, trong các giờ sinh hoạt lớp, đặc biệt là trong các buổi dạy của giáo dục công dân và lồng ghép trong các môn học khác để có thể tuyên truyền. Đối với bản thân tôi, khi mà làm công tác giảng dạy thì trước hết là tôi đi sưu tầm những hình ảnh, những câu chuyện ở trên mạng xã hội để các em thấy được hậu quả của việc hút thuốc lá điện tử. Thứ hai là cho các bạn có thể là sân khấu hóa, đóng kịch hay là vẽ tranh hay làm thơ về việc tuyên truyền phòng chống tệ nạn hút thuốc lá điện tử trong trường học. Thì thông qua các hoạt động thì học sinh đều cảm thấy rất là hứng thú và hiểu hơn về cái tác hại của thuốc lá điện tử, và các em có sự lan tỏa đối với những người thân của mình và với những các bạn ở trường khác. Một số trường học khác trên địa bàn thành phố Hưng Yên cũng chủ động một số các biện pháp tuyên truyền tới phụ huynh và học sinh về tác hại cũng như cách phòng tránh thuốc lá điện tử. Tuy nhiên, để hoạt động này phát triển mạnh và sâu rộng hơn nữa, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Hưng Yên cũng đã thường xuyên có những văn bản chỉ đạo các trường chú trọng tuyên truyền. Đồng thời, phòng cũng đã lên kế hoạch phối hợp với các đơn vị khác để thực hiện việc tuyên truyền được tốt hơn. Từ đó góp phần giảm thiểu cũng như tiến tới có thể loại bỏ hoàn toàn thuốc lá điện tử trong các trường học trên địa bàn thành phố. Đối với lại phòng giáo dục, ngoài cái việc yêu cầu các nhà trường dạy lồng ghép tuyên truyền tới phụ huynh học sinh thì cách yêu cầu các nhà trường phải phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Do vậy, hàng năm đã rất nhiều trường đã làm tốt công tác phối hợp với các đoàn thể của địa phương và đặc biệt là bên công an hoặc sở lao động thương binh và xã hội đã tổ chức rất nhiều các đợt tuyên truyền sâu rộng hoặc những chuyên đề tại nhà trường dưới hình thức sân khấu hóa. Bên cạnh sự nỗ lực của Phòng Giáo dục và Đào tạo, các thầy cô giáo cũng rất cần sự phối hợp giúp đỡ từ phía các phụ huynh để thuốc lá điện tử không còn là mối hiểm họa học đường. Qua hệ thống camera an toàn giao thông, từ đầu năm đến nay, Công an thị xã Mỹ Hào phát hiện xử lý trên 1.000 phương tiện vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ. Lực lượng công an đã ra quyết định xử phạt hành chính, phạt nguội 374 ô tô và 5 xe máy vi phạm về trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 1,6 tỷ đồng, tước 95 giấy phép lái xe với chủ yếu là lỗi không chấp hành hiệu lệnh tín hiệu đèn giao thông, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều và không đội mũ bảo hiểm với người đi xe máy. Các phương tiện được thiết lập phiếu chuyển kết quả thu nhận hành vi vi phạm kèm theo biên bản thông báo và được chuyển tới công an nơi chủ phương tiện đăng ký hộ khẩu. Mức phạt cao nhất lên tới 5 triệu đồng với lỗi vượt đèn đỏ và đi ngược chiều. Cơ bản là các phương tiện vi phạm trên tuyến quốc lộ 5 qua ngã tư Phố Đối và ngã tư Dị Sử, ngã tư Bần. Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt hơn 1.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông với số tiền trên 3 tỷ đồng. Thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.